Và cái câu chuyện này thì tôi cũng xin phép chia sẻ những cái ngôn ngữ, những cái ngôn từ Úc Hà nó lên gọi là ma mì. Một trong những kẻ mà xin thưa quý bà con, mình không quậy thôi, quậy cho nó đục nước luôn, quậy cho nó không còn cái cơ hội để nó kiếm ăn trên cái không gian mạng. Để khi nào Úc Hà nó không còn kiếm ăn trên không gian mạng, lúc đấy là những người nghèo, những người khổ, những người đau yếu bệnh tật bất hạnh thật sự mới có cơ hội để tiếp cận Mạnh Thường Quân. Chứ còn tôi nói là để cho con Úc Hà nó càng sống trên không gian mạng đó quý bà con. Nó sống trên không gian mạng chừng nào thì những người bất hạnh càng đau khổ chừng đó. Cụ thể là tôi đang nói thẳng cái vấn đề là mẹ của Chim Sâu, một trong những người đàn bà bất hạnh, bây giờ thêm vấn đề là đau khổ. Cái câu chuyện này là quý bà con, có một số bà con bảo rằng tại sao mà đêm nào ông cũng nói để ông câu like. Tôi giả sử dụ như tôi có câu like thì cũng tránh ảnh hưởng chi đến là những người phát ngôn như vậy. Mà nếu như câu like thì cái thời gian tôi ngồi đây một tiếng mà để tôi nói chuyện với quý bà con, tôi có thể tôi làm một cái việc khác, cái mức lợi nhuận nó còn cao hơn gấp mấy lần với cái lượt view thế này. Nói để cho những cái con người mà nói thật sự bên kia đó rỗng cái não ra để mà hiểu rằng không phải ai lên không gian mạng cũng để câu like. Mà đã làm YouTube đã làm YouTube thì ai cũng muốn rằng cái quan điểm của mình, những cái mà cái thông tin mình đưa ra cũng được tiếp cận đến rất nhiều bà con. Ai cũng mong cầu cái việc đó. Cho nên là xin một cái lượt like hoặc là một cái lượt chia sẻ cũng không ngoài cái vấn đề là muốn rằng cái lời nói của mình đã có một cái sự lan tỏa. Chứ đừng nói bây giờ lên xin một like rồi ông nội này ông lên câu like rồi lên thế này khác. Tôi nói câu like bây giờ trên mạng xã hội nó rất nhiều đề tài nóng, nó rất nhiều câu chuyện mà để tôi phải là chia sẻ phân tích, cái lượt view nó phải là gấp 10 lần như cái này. Chứ đâu phải là lên có một cái chuyện của Chim Sâu. Tôi nói cái chuyện Chim Sâu là một trong những cái là buộc phải làm, buộc phải lên tiếng để cho những kẻ như con Úc Hà đó nó bớt đi cái gọi là cái như mình lên tiếng một đêm là nó bớt đi cái cơ hội là cái như là kiếm ăn trên không gian mạng một ngày. Tôi nói ai đâu mà để một cái con, tôi nói quý bà con, tôi không phải là tự cao tự đại gì, cũng chẳng phải là xem thường con Úc Hà. Nhưng nó thật sự với cái trình độ của tôi mà để cho con Úc Hà gọi là nó ăn trước mặt, gọi là nó dùng cái gọi là cái trình độ thấp kém của nó đấy, nó ăn trước mặt, nó ăn một cách dơ giấy như vậy đó mà mình không nói là không được. Mình chẳng phải tự cao tự đại gì, nhưng với cái sự nhận thức của mình nó vượt hơn con Úc Hà rất nhiều. Mà tại sao để một cái con gọi là gọi là một trong những kẻ vô danh tiểu tốt, một trong những kẻ gọi là đồi bại của xã hội mà lên không gian mạng kiếm ăn trước mặt của những con người hiểu biết. Thì bà con cứ nghĩ đi, rất bức xúc, cảm thấy rất khó chịu. Cái này không phải là ganh ăn tức ở nha, cho một số người bên kia nhảy sang trời ơi đời thường bây giờ ganh ăn tức ở, ở đời thường này ăn nó thật sự ăn sạch nha. Ăn là cái thức ăn phải rửa đi rửa lại 5-7 lần nha. Chứ không phải là ăn mà ăn tạp như cái dòng cá da trơn, chỉ cần là bẩm bẩm xuống là cái Úc Hà há miệng ra là chờ đợi. Ăn là ăn sạch, ăn phải ngon. Cái quan điểm tôi là ăn ngon mặc đẹp, chứ không phải là ăn dơ ở bẩn như Úc Hà. Nghe chỗ Hà nói để khi nào em lên like để em nói với bên fan của em, nói anh đời thường ăn sạch lắm, không phải ăn dơ ở bẩn như em đâu, em dòng cá da trơn. Lên không gian mạng thật sự để cho một con gọi là cái là vô danh tiểu tốt lên không gian mạng là kiếm ăn trên cái mảng thiện nguyện, mà đi còn đi nói đạo lý, sống có lý rồi nói đạo lý nhiều lúc nói còn trọng, mà sống không có lý không có tình mà lên không gian mạng nói đạo lý thì cái loại đó có, cái loại đó chỉ có ma mị thôi, chứ cái loại đó thật sự không có cái chi đó là nó lên nó nói có lý có tình ở trên rồi. Muốn có lý phải có tình, cái tình là luôn luôn đầu tiên quý bà con, rồi sau đó cái lý. Thế còn vấn đề mình từ trước giờ vẫn dùng cái tình với nó mà nó không có nghe, nó không có chịu thì bây giờ cũng phải dùng lý dùng luật thôi, đúng không? Cái làm cho cái chuyện là để khơi đó lên không gian mạng cái mang như vậy. Con mình thương cho nên mình mới ra làm cái YouTube này, để trong khi đó là Úc Hà cũng chọn cái
mà chia sẻ kết nối sẽ bao giờ vậy à. Mày quay lên đấy rồi bộ người ta đuôi gì hết, người ta không nhìn thấy à. Mày lên mà cứ rao 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 cái mồm ra, mày lên cứ rao rao cái mồm ra rồi bảo rằng cái như là em, cái nhiệm vụ của em là quay kết nối là chia sẻ. Rồi cái nhà của mày nó thật sự mày lên đấy rồi mày kêu gọi đó là mày giúp cho ai, hiểu không? Cái nhà cái ổ chuột hôm qua đó à, cái động hôm qua đấy rồi mày lên mà kêu gọi giúp cho ai, mà lên cũng là à, cũng là dơ dơ cái miệng, chỗ đây là đỡ tủ lạnh nè, chỗ đây đỡ máy giặt nè, chỗ đây đỡ cái nồi cơm điện nè, chỗ đây đỡ cái bếp từ nè, chỗ đây đỡ lò vi sóng nè, à, chỗ đây đỡ cái thầm khách nè, à, chỗ đây đỡ bàn thờ gia tiên nè. Ông nậu mày khi nào mày đỡ đi rồi đầy đủ hết rồi mày quay, hiểu không? Đây không phải là cấm một hà, nhưng đây là một trong những cái gọi là cái chiêu trò để mà kêu gọi, chiêu trò để ăn xin. Thì mày để khi nào mày để đầy đủ hết trong nhà mày, mày quay mày khoe chứ. Nhà nói thật sự, nhà không vườn trống mà lấy cái chi mà khoe à. Khi đã khoe đó à, khi đã quay lên cho bà con biết đó, là cái nhà mình ít ra nó cũng phải đầy đủ, hoặc là không nên nói gì à. Quay lên không nên nói gì, ở đây nhà con bây giờ cắt như thế này xong rồi à, không cần phải là nói ở chỗ đây đỡ cái nọ kia. Rồi còn cái chỗ chơi sao mày không nói luôn, là chỗ đây chỗ chơi của con mà thiếu cái giường đấy, đúng không? Anh lên quay cái nghĩa chỗ ăn chỗ ở chỗ ngủ thì cũng phải có cái chỗ chơi chứ, bây giờ không có chỗ chơi không quay lên thì thôi chơi 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 với rắn đấy. Bà con thấy nó lên nó quay từng tất cả các ngõ ngách chi nó cũng quay, bà con thấy thật sự quá vậy à. Mình nói thật sự mình không phải là cái dạng mà đi môi mắt à, cái dạng như là nó thật sự mà nó kỹ như vậy, mà do cô Hà à, do nó mà tôi phải xem từng cỡ như là chi tiết một trong những cái clip của nó quay lên à. Tôi đang ngày xưa mà trọng súng nó còn cái như nó còn lì hơn Út Hà, mà tôi chặn hậm cái như nó còn được đó, mà đâu phải bây giờ cái Út Hà đâu à, anh mày như Út Hà đó thật sự tôi cũng có những cái gọi là cũng quen rồi quý bà con, nhìn nhận vô nó cũng rõ ràng cái bản chất thật sự rồi à, chứ đâu phải là cái mới lần đầu mình tiếp cận những cái nhân vật dơ này à, những nhân vật này. À, tôi cũng đi làm mấy vụ rồi, ngoài đời thực tế tôi cũng đã đi làm rồi chứ không phải là trên không gian mạng à, ngoài đời nó thật sự là tôi cũng đã từng hút mấy vụ rồi à, còn riêng chỗ Hà là con mũi à, mày lên mà cứ nghĩ rằng bây giờ mày khôn hơn cả cộng đồng à, giả sử khoe đó quý con, người ta có người ta mới khoe, còn mình bây giờ nó thật sự không có mà quay lên là đỡ anh mày anh xin cái khoe đâu ra vậy, mà nó lên nó cũng gán cho một câu à, khán giả cần biết, khán giả nào cần biết à, có mỗi là ni sư của mày cần biết thôi, khán giả nào cần biết à, ni sư lấy tiền của Tam Bảo, lấy tiền của là Phật tử để đi cung phụng cho Út Hà thì ni sư này cũng phải xem lại à, đây là một trong những cái thật sự ni sư không có làm kinh tế à, ni sư làm cái chi mà có tiền mà để mà cung phụng cho Út Hà ngoài lấy tiền của Phật tử, mà Phật tử người ta bỏ tiền vào cái thùng phước xương hay thùng công đức hay là cái thùng từ thiện, là người ta cũng muốn rằng đồng tiền của họ làm những cái công việc cho nó ý nghĩa, nó có tính nhân văn, rồi công đức của người ta nó mới là được lan tỏa. Ông nậu đưa cho con Út Hà nó thật sự cứ vỗ béo cho con Út Hà mà không biết rằng cái cuộc sống của nó đã từng một lần gãy và một đốt sống, bây giờ nó mất rồi đã quý vậy, mà nó ăn không rồi nó ngồi rồi rồi rúi mà nó tinh căng, nó tinh tái chậm lên đó, rồi cuộc sống rồi sao mà nó gánh cho nấu cái xác thịt này đó, nhiều lúc là vô hình chung mà gây hại Út Hà đó, cho nên là đồng tiền của bá tánh, đồng tiền của Phật tử nhiều lúc gửi là để làm việc phước làm đức đó, mà để mà đi vỗ béo cho Út Hà loạn chọn là đồng tiền sử dụng sai mục đích đó. Vậy mà lên không gian mạng trời ơi, đi bây giờ tôi nói thật sự cái tướng đi bây giờ muốn là hình vuông à, cái cửa thấy cửa còn nhỏ quá em à, bữa sau nó thật sự có thợ em nói là tao xé khung cửa cho nó rộng à, cho nếu mà cái đà em làm thiện nguyện tới đây là anh đảm bảo rằng em vô là chỉ là nằm lăn thôi, vô kiểu hình vuông thôi à, ngừ cái lùng sạch
mà bây giờ là cái kiểu là hình vuông rồi. Tôi nói thật sự với bà con, tướng người bây giờ nó thật sự tướng người mà hình vuông kiểu ri thôi. Bác sĩ nói rồi, bụng to là cái như là nó thật sự bụng to mà mỡ nhiều là cái tuổi thọ nó sẽ giảm. Điều đó là nó thật sự ai mà tới bác sĩ người ta cũng khuyên một câu thôi, giờ dám mỡ lại đi mà thấy ông khà nó tội. Hình như em không có tiền để bác sĩ khám tổng quát ông khà. Nói rồi, không có tiền thâu liên lạc anh đời thường là anh cho ít. Tự nhiên mà bác chị dốc cả cái mỏ sang Mỹ, sang cái như là Úc để mà xin tiền. Việt Nam đây đang yêu cầu xin tiền, xin anh cho không chịu. Đó. Làm chi có cái chuyện mà nhà của mình nó thật sự ra nó như cái toilet của người ta vậy mà quay trời ơi lên chia sẻ. Nguyên cả một cái nhà không bằng, nó thật sự không bằng cái toilet của họ mà cũng quay lên chờ cái giá trị lô đất ở chỗ đấy mà nó nói chỗ chim sâu đó là giá trị tiền tỷ. Tôi nói đất người ta bán bằng sào, người ta tính cái như là chục triệu chứ không phải là chưa tới dạng trăm triệu nữa, vậy mà nó lên nó đất đấy là cái nhà đấy là cả tiền tỷ. Nhà ông Hà tôi nghĩ là chắc cũng nó nói cũng 2 tỷ. Mà giả dụ như tôi nói quý vị nha, năng ngu 2 tỷ rồi mà lấy tiền đâu mày mua ông Hà, trong khi đó mày nợ có mấy trăm triệu mà giang hồ nó vô gọi nó dí mà chạy sắp tuột quần. Rồi bây giờ tiền ở đâu mày mua 2 tỷ đó không? Có nghĩa là nó thật sự khi một con người á nó đã dối trá rồi đó quý bà con, những cái thông tin người ta nói ra là dễ bị dính chấu lắm. Có nghĩa là dùng cái giả dối này hàng ngàn cái giả dối để đậy một cái giả dối ban đầu thì cuối cùng nó nguyên cả một cái đống giả dối. Khi một cái sự việc mà mình đi nói bậy, mình đi nói gọi là lừa lọc giả dối điêu ngoa á, mà muốn để che lấp cái sự giả dối đấy thì phải cần hàng ngàn cái giả dối khác để đậy vào, để đắp vào, để lấp vào. Nó nhằm che đậy mà mục đích cuối cùng là che đậy cái sự giả dối thối tha. Nhưng càng che đậy là cái như là nó càng lủng lỗ, càng che đậy. Cho nên tôi hay nói một câu là các ông đi làm bậy rồi bây giờ các ông đi lấp lỗ, là đi trên cát mà các ông đáng lấp lỗ, các ông phải đi gọi là đi 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 đi, đi lui chứ đằng này là anh đi đi tới thôi. Lấp lỗ mà đi tới thôi. Chưa ai dạy vô cả, lấp lỗ là người ta phải đi lui, đi trên cát mà lấp dấu chân của mình quý vị, đại đa số người ta đi lùi hết á, không ai mà đi tới lấp lỗ, đi lùi hết, phải quay về lại, phải quay về lại gọi là lùi lại cái điểm mốc của mình xuất phát đó, xem thử là mình giả dối cái gì, rồi để giải quyết cái vấn đề đó cho nó tận gốc. Ai đâu mà nó thật sự đi lên không gian mạng là mình có 2 con mắt, có 2 cái lỗ tai để cho cả cộng đồng mạng họ nhìn vô rồi họ đánh giá mà giấy mà lên cộng mạng lắp lỗ đúng rồi đâu quý vị, bó tay bó chân luôn. Còn cho hay không là cũng tùy cái duyên của khán giả, thấy ai mà có duyên với cái hoàn cảnh đó thì người ta cho, chứ mình đâu có phải là mình ép buộc ai, đâu có ép ai được đâu, ai đâu mà ép ai được. Đúng rồi, chiều tôi có liên lạc chỗ Hà làm 3 cuộc gọi. Thì nói thật sự là quý bà con mình cũng thấy mình với Hà cũng có cái duyên, do là nó quay cái nhà lên đó. Tôi cũng tính là mua cho nó cái máy giặt, như mua cho nó cái là cái bộ bàn phòng khách đó, như chuẩn bị nó sẵn là cái 6 tấm, mà liên lạc nó biết liên lạc không được, liên lạc mà cái số nó bị sao đó, nó có nghĩa là mình cũng thấy là nó có duyên với mình. Thì thâu giờ nó sống mình lo rồi, lúc mà nó không còn nữa mình cũng lo luôn, nó có nghĩa là liên lạc để bây giờ xin địa chỉ rồi hoặc là chuyển khoản rồi nó mua nó để nó sẵn. Chứ tôi nói loạn chọn chị bán sắp tới mà chị bán chị quay về chị cái như là chị lên tiếng là chị cái như là chị hút nguyên cả ổ đấy, tôi nghĩ là Úc Hà cái đứt mạch máu mà cái ra đi thôi, tức quá mà đang ăn ngon đang lành tự nhiên là ông đời thường ở đâu ông chọt cái miệng vô rồi cái như là ông đi bảo vệ cho bà bán rồi cái như là ông lên ông hút ra những cái gọi là cái quá khứ gọi là nó đen tối của Hà, hút nguyên lên cả cộng đồng mạng biết hết trơn hết rồi. Thôi bây giờ cái đường nào đâu làm anh quý bà con đó. Bây giờ cái làm thiện nguyện để kiếm sống thôi, mà bây giờ là ông đời thường ông vô ông phá cái banh chành rồi, nồi cơm chả mắm trước giờ là đang ăn ngon lành đấy,
từ lúc mà có mấy triệu của em là chị mới có bữa ăn ngon đồ ghê không quý vị, mà bây giờ ông đời thường ông phá thâu chứ làm thì có chuyện mà mấy triệu lần hai mà ăn ngon à, hèn chi mà coi như là đáng lý để mùa đây quý bà con. Cái mùa đây là tất cả các sông rạch ở miền Tây đó, là cần cái sự gọi là nạo vét để khai thông đó. Cần nạo vét để khai thông đó, vì bên cạnh là thứ nhất là cái lượng phù sa của nó nhiều, thứ hai nữa là cái lục bình đó, bèo lục bình đó, là nó sẽ ngăn cản cái dòng chảy à, nó lên nhiều quá rồi nó ngăn cản dòng chảy à. Nhưng mà cái thật sự là từ lúc mà xuất hiện Úc Hà thấy cái vấn đề là khai thông dòng chảy hình như nó bị là cũng ít à, cũng ít dần à. Nó nghĩa là cái như nó thật sự không có mạnh thường quân nó cứ ra nó nhổ lục bình nó ăn thâu chứ tôi thật sự à, cho mạnh thường quân thấy khổ chưa, để Úc Hà nó khai thông dòng chảy không chịu à, cứ gửi tiền gì cho nó ăn rồi bây giờ nó xuống. Tôi nói thật sự giờ cỡ Úc Hà mà xuống dưới sình là tôi nghĩ là lúng như đấy, phải dùng cầu mắp lên thôi chứ. Anh chi mà anh bay dơ, anh chi mà anh giữ Úc Hà, anh mà chừa cho người nghèo người khổ chứ. Anh chi mà giành hết trơn hết trọi phần của người ta à, rồi đi giật giành đi cướp bóc cái như là con của người ta vừa là của riêng cho mình à, rồi lên không gian mạng trời ơi tôi quay hoàn cảnh đó tôi lên tôi nói thâu chứ chi cũng lên chữ tôi. Mày quay người ta có mắt người ta nhìn hoàn cảnh nào đáng được giúp đỡ là người ta giúp đỡ, ở việc chi mà bây giờ mày lên mày phải là xin tình chút vậy à. Bà con thấy tôi nói bản chất muôn đời vẫn là bản chất, cái ngày đầu tiên mà nó vô nó quay nhà chim sâu là tôi nói đúng đầu bài đây nó còn lạ chi nữa đâu hà à, ngày xưa mà nó thật sự trọng súng mà được cái vị Bồ Tát sống à, rồi làm cái nhà lên rồi cũng vô quay lia lia cái mấy chỗ đây để cái giường ở chỗ đây để cái là cái bình nước nóng ở chỗ đây để cái bàn ăn qua hôm sau đủ à, giường có bình nước nóng có à, rồi cái thậm chí loa kẹo kéo cũng có luôn đó. Tôi nói bài đây là nó đi một bài à. Cái kiểu mà kiểu lên không gian mạng anh mày là tôi nói quỷ có một bài nó đi thôi, chỉ cần mình chịu khó mình nghiên cứu cái trường hợp ban đầu là trường hợp thứ hai dễ nhìn nhận ra lắm, thậm chí mà nghe những ngôn từ của nó là mình biết là đây là dạng đây bây giờ mình lên anh mày rồi đó, đấy bó tay.